Từ ngày mở cái lớp học dạy học mà miễn phí này ra, thiệt sự là rất là khổ. Mình dạy miễn phí, nếu người ta cứ tới đây học hoài, khổ lắm, làm người tốt khổ lắm. Mở cửa cho đội học viên vào đây. Chào em. Chiều cao sáng láng, thân hình này lý tưởng là để làm ca sĩ nè. Tốt. Mời em ngồi. Chắc là em nhạc lắm đúng không? Tốt. Em mê âm nhạc lâu chưa? Lâu rồi phải không? Em học nhạc là em thích cái thể loại nhạc nào? Em thích trình diễn trên sân khấu đúng không? Kiệm lời là tốt. Sao? Yêu âm nhạc cỡ nào em? Cái này thì hơi kiệm lời nhiều quá em hiểu không? Cái gì nó vừa vừa thôi. Em nói chuyện được không? Sao em? Em yêu âm nhạc như thế nào? Âm nhạc đối với em là như thế nào? Anh cần em nói để anh nghe cái chất giọng của em nha, rồi anh mới biết được anh đào tạo, anh mới đưa em vô những cái dòng nhạc nào nó hợp lý với em. Nói đi cưng, em đối với em âm nhạc như thế nào? Âm nhạc đối với em là đam mê. Khoan, mày đợi xíu. Hai nãy mình mới nói gì ta? Âm nhạc đối với em là đam mê. Em mới nói luôn hả? Âm nhạc nằm ở trong tim, trong tim nè. Em mê âm nhạc từ nhỏ luôn á. Âm nhạc đối với em nằm trong tim, trong tim nè. Em ơi, nó nằm trong tim em nhưng mà bây giờ cái nước miếng nằm trong con mắt anh rồi. Nha, em nói chuyện nó em gói cái khẩu hình lại nói. Nó hơi dằn quá không anh? Sáng mày ăn bún mắm hả mày? Sao nó cộm cộm giống như cái cọng hẹ hả mày? Không có. Cái gì vậy? Ăn gỏi cuốn. Cái cha vậy đâu phải. Trời ơi má ơi. Đậu phộng. Nhưng mà em nói em nghe nè, anh nhạc nói em nè, không tin em nè. Biết rồi, dạ. Ok, dạ. Hiểu rồi, ngồi xuống đi em. Dạ. Hết sức bình tĩnh, Em ơi, vậy nè, mình thí dụ ha, trong cuộc đời mình không phải ai cũng có những cái ngã rẽ cuộc đời, em hiểu không? Đâu phải là mình mê cái nghề nào là mình làm được cái nghề đó đâu, em hiểu không? Bây giờ nói thí dụ thôi nha. Anh chỉ nói thí dụ thôi. Em mê âm nhạc nằm ở trong tim nè. Biết rồi má ơi. Em có tên. Biết rồi. Âm nhạc nằm trong tim mày, tao không có cái nhu cầu coi nội tạng mày đâu. Bây giờ nè, anh nói là thí dụ. Em có cái tên, em đặt tên thẳng luôn. Tên gì? Mày tên gì? Em tên gì? Lúc mà ba mẹ em chuẩn bị em xin em ra cõi đời này á, cứ nghĩ em là ngôi sao rồi. Đặt tên em ấn tượng lắm. Tên là ngôi sao luôn hả? Không, em tên là Quốc Nứng. Anh khẳng định là cái tên nó không có lên sân khấu được em nha. Không, tên em hay mà, tên Quốc Nứng. Em ơi, cái tên nó nghe nó rất là làm khó cho MC, em hiểu không? Đâu khó, tên ấn tượng mà. Mà nghĩ sao tự nhiên MC lên sân khấu, mời quý vị và các bạn hướng mắt về sân khấu để chào đón ngôi sao ca nhạc. Bỏ nha em nha, không nên. Không. Cái tên nó hơi nhạy cảm, bỏ. Nên là bình thường có đâu nhạy cảm. Cái tên nó kỳ lắm em, nghe lời anh bỏ. Quốc Nứng là bình thường mà. Em nói anh nghe nè, Quốc là quốc gia quốc tế. Quốc gia quốc tế, biết rồi. Nứng là... Nứng tú, nứng mã. Nứng mã ơi, hãy quay về đây cho con ta được đó. À mày tên Quốc Tuấn hả? Quốc Tuấn. Trời ơi. Ông nội ơi, Quốc Tuấn mà. Mày phát âm tròn dành rõ chữ ha. Còn lúc anh muốn đổi tên là không có đổi được đâu nha. Tên ba mẹ em để đó là phạt để đặt cho em. Ông nội ta cũng không dám đổi tên mày nữa. Mức quá có gì mình đảo lại thì được. Đảo làm sao? Là
nứng quất. Nó cũng về một đường thôi em. Quan trọng không phải là cái gì, mà quan trọng là cái môi mày phát âm có vấn đề, mày hiểu không? Ha, anh nói nghe nè. Để tình ngủ rồi cho em. Bé ngồi đi, em phải hết sức bình tĩnh nha. Em nghe thầy nói, có nghĩa là có những cái nghề, anh nói ví dụ nha, mình phải tự tạo cho mình nhiều con đường, nhiều ngã rẽ trong cuộc đời. Không phải là mình mê cái gì là mình có thể làm được cái nghề đó đâu. Thí dụ đi, mình nói thí dụ thôi nha. Sao thầy? Mình chỉ thí dụ thôi. Là thí dụ mà bây giờ em không làm được nghề ca sĩ thì em sẽ làm nghề gì? Mình thí dụ thôi nha, mình thí dụ thôi. Ừ, nghĩ một cái nghề nào sáng láng hơn đi. Ừ. Nếu không làm được ca sĩ, em làm MC. À, mình thí dụ thêm cái nữa đi. Lỡ mình không làm được MC luôn đi. À. Cái đó là mình lỡ thôi nha. À, kiếm cái nghề nào mà nó thoải mái hơn đi cưng. À, vậy làm diễn viên lồng tiếng. Em ơi, tại sao anh mở đường cho em mà cứ chạy vô bỏ cuộc hoài cho em? Nằm mê, tất cả nằm mê, nằm mê. Ok, ok, hiểu, trong tim, hiểu, trong tim rồi. À, cho một ngày nữa đi, anh hứa, bây giờ một ngày cuối cùng nữa đi, bây giờ nếu mà không làm lồng tiếng, không làm MC, cho một cái nghề nào đàng hoàng đi em. Nghĩ cái nghề nào thoải mái lên tiếng, Nếu mà ba cái nghề đam mê của em không được á, em chuẩn bị hướng đi cho mình luôn rồi. Này, đỉnh luôn, em sẽ làm lực thư. Em đứng là em biện hộ cho người của em á, ai mà cãi em cãi em cãi em cãi em cãi em cãi cãi em cãi hết. Mày không làm cái nghề nào dính tới cái môi được không? Sao từ nãy giờ tao mở đường cho mày đi mà mày toàn chọn cái chuyện dùng miệng không vậy? Bây giờ thợ hồ thợ mộc sao mày không làm? Mày làm luật sư mày cãi rồi ai nghe? Thôi, nếu làm luật sư cãi không được á, cho em làm ca sĩ lại đi. Em ơi, bây giờ thầy nói thẳng với em luôn là bây giờ cái khẩu hình mày lạ, không đào tạo được em. Ok. Thầy hết được cứu em luôn rồi hả? Thầy từ chối giáo dục em. Từ chối giáo dục em? Sao thầy nhìn cặp mắt có vẻ khi dễ nhau vậy? Hả? Thầy gì? Nhìn mất dạy à? Trời đất ơi. Cái thứ gì? Hả? You go up. Hay là cuối cùng vẫn không được. Sao cuộc đời em nó nghiệt ngã quá vậy? Đam mê là mới trong tim nè, trong tim nè. Má tao biết rồi, trong tim tao không có dám nói cái gì hết trơn á. Cuối cùng vẫn không thực hiện được đam mê của mình. Buồn, nhìn mặt, mất dạy à. Sao mỗi lần nó chửi, tôi nó chửi rõ vậy ta? Hí. Gì? Hay ở trong... À mày xí hả? Cho em hí. Xí tưởng mày chửi tao hí nha. Bây giờ ở như là cái niềm đam mê đó của em á không thực hiện được, hay cho em gỡ gắm vô thằng em của em đi. Ủa, có thằng em nữa hả? Em có thằng em của em. Xí. Tới thầy xí. Sao thầy? Cái mỏ của thằng em nó giống em không? Không. Nó phát âm chuẩn lắm. Phát âm chuẩn phải không? Dạ, chuẩn lắm thầy. Nếu mà như vậy thì được. Dạ. Thầy sẽ không bao giờ mà triệt đường sống của người ta. Dạ. Kêu em vô đây. Cảm ơn thầy. Em trai à? Em trai. Em trai. Ủa, cái gì vậy? Bắt tay cái. Này là nhà tôi. Dạ. Cái tóc em mới bị chó cạp hay sao mà nó kỳ vậy? Tự nhiên. À, tự nhiên hả? Dạ. Ý thằng này nói chuyện rõ quá. Em ơi, sao cái thằng anh em cái môi nó kỳ mà sao em đó. Em hiểu không? Mà nó nói không có được mà nó cứ đòi. Hay hí. À, thế hả? Hí. Rồi, em trai của em thầy. Nó rất là thầy, nó chuyện nhỏ lắm. Tên nó còn ấn tượng như em vậy đó. Em tên là Quốc Nứng. Nó tên là Quốc Đã. Sao anh em này toàn nằm cái khu vực đó không vậy? Quốc Đại. Quốc Đã. Người ta Quốc Đại, ba la Quốc Đã ông nội. Mày khó khăn đường nói, mày đi ra bên kia đi để tao tâm sự bên này. Em ơi. Dạ. Tại sao em ăn nói thuận lợi, em không có vào đây sớm rồi em đưa cái ông nội này vô đây, hiểu không? Mất bao nhiêu thời gian của người ta, một ngày tiếp bao nhiêu học viên, mệt lắm em. Anh lớn. Ừ.
yên lặng đi để anh hỏi thăm em nè. Dạ. Rồi sao? Em yêu âm nhạc như thế nào? Có thể trình bày sơ cho anh biết được không? Phát âm rất là tốt, giọng trầm ấm tốt. Cho anh biết là cái dòng nhạc em yêu thích là cái dòng nhạc gì? Đó là bô 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 lè 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 rô. Cái audio là tốt rồi đó. Dạ. Mà sao nó dắp đĩa nó repeat hoài vậy mày? Lâu lâu nó bị sự cố nhẹ cái. Cái này mà mày cho là nhẹ hả? Sao nó em ơi dạ em có thể diễn tả rõ hơn cho thầy biết là em yêu thích âm nhạc như thế nào không? Đó là bô 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 le 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 ro. Hồi xưa em thích ca ca. Khoan, ok tới đó thôi. Ủa vậy rồi sao hát nó hát bài tới chừng nào xong? Ta ca bài 3 phút mà nó chơi mà cái bô là 3 tiếng hồ mới xong nè. Nó nói được có hai chữ rồi, tới chữ thứ ba nó bắt đầu nó dắp đĩa. Chết mày á, vậy đâu có bài nào hai chữ trời. Có. Ca làm sao? Có. Bài gì? No 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 no. Rồi mày không định vô điệp khúc hả? Mày đứng mày nô tới chừng nào? Em ơi. Dạ dạ. Cái môi em vậy rồi xem ca sao hai anh em tụi bay ba má đẻ sao kỳ vậy? Môi em bình thường mà. Ok, mà sao em bị như vậy? Hồi nhỏ em không có bị như vậy. Ok rồi ngồi kể đi, mày kể chắc lâu lắm tao nói thiệt á. Chứ không có đứng được rồi ngồi sao cái chuyện nó làm sao? Mày ho thì mày ho đi. Từ bình tĩnh lại. Hồi nhỏ em không có bị như vậy. Ok. Mà thằng bạn em nó bị như vậy. Ừ rồi. Nó sao? Bị là bị cà cái mà cà lâm, mà nó còn bị thêm cái tật cà mụn, cà chớn, cà lâm rồi cà mụn chứ ông nội. Ok. Nó cà chớn, em mới gây lộn với nó. Ừ. Em gây lộn với nó mà nó nói chuyện cà dấp. Em cười quá trời, quá đất. Ừ. Em nói mày bị cà lắm. Mày kêu ba mày ra đây nó nói chuyện với tao. Ừ. Nó chạy về nó mời ba nó ra. Ủa sao mày nói chuyện nó chưa đã mà kêu ba nó nói nữa chi vậy? Ba nó là bán ở ngoài chợ. Ừ. Mà ba nó bán cà chua. Không. Cà pháo. Không. Cà tím. Không. Cà na. Không. Cà ri. Không. Chứ cái gì? Cà điện thoại. Nó mẹ cái cạc đi. Chứ sao được cà bánh mẹ cái thẻ của ta hả? Thông cảm. Chữ đó nó nói dấp hồi là nó bậy. Bà mẹ tao là anh trai mày. Mày nói tao còn muốn ứa máu với mày luôn à. Ủa sao tự nhiên nãy nó bị phát âm không rõ thôi bây giờ nó bị dấp theo mày luôn rồi. Kỳ vậy ta. Rồi kể tiếp coi sao. Cái cạc điện thoại rồi sao nữa. Rồi xong kêu ổng ra nó nói chuyện với ổng. Ổng không hiểu. Chứ nó nói thôi bây giờ ông có ai hiểu được tôi. Ông mời ra đi. Ổng kêu vợ ổng ra. Rồi sao mày kêu nguyên dòng họ ta ra làm chi vậy? Rồi. Vợ ổng thì bán cái sạp kế bên ổng. Okay. Là vợ ổng bán cà nè. Không. Cà ri. Không. Cà pháo. Không. Cà chua. Không. Cà điện thoại. Không. Chứ cà gì? Bán cà thôi à. Ông cô nội mẹ cà thâu thì nó là trái cà chua, mày cãi chi vậy? Cà bà bán không có chua. Sao mày biết cà người ta không chua? Thằng này ăn rồi. Nói bán cà chua mà bà bán trái cà ngọt ngọt ngay hà. Muốn nổi mày sao mày cà lắm mà mày lý sự quá hà. Rồi mày tiếp đi. Nghe câu chuyện mà mình rối loạn tiền đình luôn thiệt á. Hết chuyện rồi. Còn mày chắc tao về tao kêu ông bà già từ mày ra khỏi nhà luôn á. Má ơi bây giờ thì bây giờ máu nó không nuôi não nữa đâu thiệt á.
mày quá trời rồi. Bây giờ hai em ơi, bây giờ tụi em không có ca nữa. Hay thằng em nó nói chuyện không được, nhưng mà nó đọc giáp được. Nó ca chưa xong nó đọc ráp, chừng nào mới hết chương trình ông nội? Bậy. Đọc ráp chuẩn à. Ừ. Mày đọc được đi, tao là con mày, mày thử đi. Đọc ráp không có bị cà lâm. Mày thử. Hai anh em chuẩn bị làm bằng nhạc đi hát luôn á. Thử đi. Được, con. Ê, chơi nhái là mất dạy nha. Tao bị liệu theo. Lúc nãy nói rồi, nhìn mặt mất dạy ghê. Làm đi ông cố nội. Dạ. Mày mà còn dấp mà một cái nữa là tụi tao xúc mày luôn á. Ê, em trai. Nói, ông thầy. Thầy. Mày cái vàng môi của người ta nó nói bậy rồi mà. Dạ, lại không cố nội, hát đi, không cố nội, dạ. Hát thử đi, rồi ráp thử đi. Khoan đi. Đang giận lắm, hát không được. Mát. Hát đi, hết giận rồi. Đây. Thôi rồi, ta đã xa nhau. Kể từ đây, pháo nổ dù nồng. Giáp! Bùm, 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 bùm. Pháo nổ dù nồng. Bùm, 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 bùm. Pháo nổ dù nồng. Bùm, 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 bùm. Bum 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 bum. Pháo nổ dù nồng. Bum 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 bum. Mày đợi xíu đi, tao lên tao kêu công an phường xuống nha. Ông nội cho mày chưa tới Tết mà mày đứng mày bán pháo bông nhà tao là sao? Mày đứng mày cứ bum 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 bum. Cái tóc tao đã khóa mày bum vậy ra sao? Ông bực riết như một con điên hả? Hát được. Khẳng định hai anh không thể hát được. Vậy sao thôi? You get out. Đi ra khỏi nhà tôi. Tôi vô học hát tự nhiên kêu tôi đi tắm ao. Tào lao vậy. Get out chứ tắm ao cô nội tao chứ. Đi về. À đuổi hả? Đuổi. Tao nói một lần cuối. Hai thằng bay đi về. Oh. Đi. Ủa chú đi đâu vậy? Mày kêu tôi đi về. Về là kêu hai thằng ông cố nội này nè. Hai cố nội nào? Nào đây nè, hai thằng quý học viên. À học viên à? Nó học, vô học viên mà kêu cố nội cái gì? Nó vô nó kỳ lắm. Kỳ à? Tụi này đào tạo không được. À chào hai anh. Hỷ à? Đây là ai? À đây là ai? Đây là thầy giáo dạy nhạc Chí Tài. Đúng rồi. Ơ thầy Chí Tài đây hả? À tôi là Chí Tài. Còn bên này. Vậy thằng khốn nạn này là ai? Ở đợi. Ở đợi. Ở đợi. Ủa đợi ở đợi sao mày? Ủa đợi ở đợi rồi sao? Ủa mày làm gì tao? Ủa mày thái độ hả? Thôi Thanh. Ngồi đi. Ông này nhìn ra dáng thầy dạy nhạc. Quýnh cặp chân mày là biết thầy dạy nhạc rồi. Còn cái thằng này âm binh. À hay anh tới đây học nhạc đúng không? À đây là cái lớp nhạc miễn phí, thành ra là tôi cần phải biết rõ lý lịch của hai anh. Dạ. À hai anh làm nghề gì nè? Giang Hồ. Kiếm trái táo tao để trên này, phóng chúng con mắt mày chơi được không? À hay anh uống nước ép trái cây không? Không. Ủa sao nãy giờ mình giang hồ mình không khai báo danh tánh sớm? Ủa hai anh giang hồ vô họ học nhạc chi vậy? Vì giang hồ tính nóng, học nhạc cho tính nó đầm lại. Vô rồi gặp thầy âm nhạc thấy đã đầm mà, qua gặp âm binh là muốn có chuyện à. Em hữu nhãn vô châu không biết hai anh. Âm binh, ây à, mày nghĩ là hai anh em tao có nên làm cái gì mày không ta? Bỏ đi anh, bỏ đi. À, nói cho mày biết nha. Sáng qua đó là đam mê âm nhạc. Nhảy là nhảy thầy tài. Nhưng cái như mày á, là vậy nè,
Ê dạ. Sao hả, ổng có vẻ vẻ xinh vậy? Mày khờ quá. Ý là nói là cả người đó á, như cục đứt mũi vậy á. Tao bỏ vô họng tao nuốt cái là nó chết, hiểu không? Thôi mắc ối quá thằng ông nào vậy. Nó nói mà muốn bỏ cơm với nó luôn à. Thôi là móc trên. Mày nhái ai vậy? Em sợ em không có nhái em. Em sợ. Em bị sợ. Tao cho cài tóc cho mày nghe mày. Ê nha, tụi tao có khả năng học nhạc được không? Âm nhạc là nằm ở trong tim à. Trong tim. Em biết rồi, hai anh là thiên tài của âm nhạc. Tao không thích mày để cái quạt ở đây. Trong tim được không? Ồ mát quá, mát quá. Thích lắm. Giết mấy thằng xạo xạo quá ta. Hỏi là hỏi ông thầy nè. Sao học được không? Âm nhạc là dành cho tất cả mọi người mà. Đó. Nhưng mà nếu hát dở như anh thì khó thành lắm. Cái gì? Không. Ý tôi là cố gắng là sẽ cũng được. Cố gắng là cũng học được. Đó. Chừng nào tôi dạy anh mà tôi tắt tiếng là chắc mấy ông nổi tiếng á. Ông cố gắng đi. Nói như kì. Ê giờ vô học liền luôn chứ hả thầy Tài? À cái gì? Tại lớp tôi thì đông quá. Không mấy tôi tính về anh học 246 đi. Còn anh học 357. Không. Hai anh em đi chung cho nên là học chung mà một ngày. Lớp nó đầy quá rồi, chia nhau học nha. Lớp có 4 đứa là tính luôn hai thầy trò ông. Đầy đông. Ông muốn kiếm chuyện hả? À không. Ý ông sao? Không phải. Bây giờ bữa nay là chủ nhật cho nên là tôi hơi rối. Hay là ông ấy hai anh cho xin thứ điện thoại đi, cái gì tôi liên lạc với anh sao? Đúng rồi. Lấy số điện thoại đã có lòng tin. Dạ, số mấy vậy? Đọc một lần thôi nha. Dạ. 09. Dạ. 00000. Dạ đủ rồi. Chưa. Đúng. Điện thoại mấy số? 10 số. 10 số mới đọc có 2 số à ông nội. Này nó bị dấp đĩa á. Chú phải tập trung vô hiểu không? Mình phải phân biệt là nó đọc được bao nhiêu số rồi. Chú hiểu rồi. Nghe cho rõ đi. Dạ anh đọc chậm giùm. Tính nóng lắm. Dạ. 09. Dạ. 00088. 88. Cảm ơn. Chưa. Thì rõ ràng là 09088. Em lại anh ăn nói thuận lợi, anh qua nói giùm em đi, em năn nỉ anh luôn trời ơi. Này cầm qua đây. Dạ. Tao lợi miệng là tại sao không đưa đâu đó. Thì chú cũng vậy thì người ta lợi khẩu hỏi người ta đi thì anh cho xin số phone này. Đây. Dạ. 0903. Dạ. Không có ngoại không có ngoại. Mày bấm đi. Tao thấy kỳ kỳ. Ủa ông cười cái gì vậy? Không phải tôi. Ông Tài. Dạ không có. Ông cười cái môi thằng em thằng anh. Dạ không, tôi có ý đó. Mà tại vì chắc là tôi lớn tuổi rồi, tai tôi nó lãng. Con trẻ con nghe gì bên chú. Kia nó lãi, bên này nó lua kì vậy ta. Anh cho em lại số cái. Tập trung nghe rõ một lần hơn nha. Dạ. 0903. Dạ 0903. Ừ không phải. Dạ tự bấm luôn cho em cố nội. Mẹ đọc vậy em nội ai bấm cho được. Thì nãy không đưa, tự bấm luôn. Dạ, bấm luôn giùm em đi. Nè. Dạ. Ngồi qua. Dạ. Thôi. Dạ. Thôi nhớ rồi. Tên gì con? Tên dạ, gì? Dạ anh tên Quốc Nguyên. Cái gì? Anh Quốc Tuấn. Anh Quốc Tuấn. Dạ. Tuấn ghi lưu vô. Bên này là anh Quốc Đại. Dạ. Có tụi này học là anh cứ yên tâm. Bởi dạ. Vì ai mà tới đây mà quậy và phá là có tụi này bà bảo bọc. Không. Bà bảo. Kỳ. Không. Bà bảo dưỡng. Không. Bà bảo thi. Bảo thi ca sĩ. Mày bớt nói lại đi. Đã tao dấp mày chọt thì chừng nào mới xong. Không em chỉ hỗ trợ chức năng cho anh thôi. Hỗ trợ cho anh nói tốt hơn anh hiểu không? Tụi tôi sẽ bảo bà bảo. Bảo quốc mắc tiền lắm, mướn không nổi đâu. Bảo Trí. Bảo Trung. Nói cái này đúng luôn nè. Tiểu Bảo Quốc. Tào lao. Thằng này nó xàm về dễ sợ luôn á. Bây giờ cuối cùng nè, bây giờ bảo gì? Bảo kê đúng không? Không. Chứ bảo gì? Bà bảo đảm. Mày á, bà bảo đảm bảo kê cũng như nhau à. Bà bảo đảm là không có ai dám phá cái lớp học này hết. Đúng rồi. Ai phá cứ gọi cho thằng quốc nắng quốc đó gọi vô đây là sao
yên tâm đi. Dạ dạ. Ơi, hai anh em như ác mộng vậy thiệt. Thầy ơi. Đi chơi anh. Ai quậy phá cứ gọi anh em cho tôi. Bây giờ tôi về nhá. Dạ dạ. Anh đứng anh lại về. Cái gì mày nhái ai ơi. Má ơi, khóa cửa lại. Trời ơi, cái gì vậy chú? Cái gì? Sao chú nhận lời dạy nó, tôi nói gì? Người ta tới học, mà cái lớp mình là lớp miễn phí, làm sao từ chối được? Còn lại chú, tôi nói là giang hồ, học cái gì trời ơi? Chú có hiền lành, cái tánh chú cái gì cũng cái gì cũng nhận hết trơn à. Chú chưa nói con đó, sao tối ngày cứ mạo nhận chú hoài vậy? Con thương chú con mới làm như vậy. Một ngày 3-4 ngàn người nha. Cái lớp học chú là lớp học miễn phí. Chú làm cái gì chú cũng miễn phí, chú cũng từ thiện hết trơn á. Rồi người ta cứ vô đây người ta lợi dụng. Một ngày con mà không đóng giả làm chú á, con không vòng sơ tuyển audition là chắc chú chết. Mày giả mà cũng chưa có giống. Cái một rùi đâu? Nãy dán gấp quá nó rớt rồi. Chú kỳ quá. Cái tánh mà cứ hiền lành vậy ai cũng nhận vậy là không có được. Trời, chú nghĩ một tí cho chú đi, làm ơn dùm phước dùm cái đi thiệt á. Cái tánh chú là thương người như vậy ha, hiền lành từ đó giờ không ai sửa được hết. Con đừng có mạo nhận chú mà vô mà làm ba cái chuyện lộn xộn chút xíu rồi nó chém con chết rồi, thấy không? Kỳ ghê ha. Chửi người ở mà chửi cũng lịch sự nữa. Chửi câu ra gián chủ cả cái coi. Cô Trần nha. U cái đó là chửi hả? Cho thêm tí cảm xúc đi. Thiệt á. Sĩ giả vô mặt con đi. Bây giờ thiếu chửi con đi. Mày thằng mất dạy nha. Mày chưa hả mày? Giả bây giờ mày? Chửi thử coi. Thêm tí tâm huyết vô. Đúng rồi. Đúng rồi, cái mặt đúng rồi đó. Mày. Ừ. Đúng rồi. Mày là cái thằng. Đúng rồi, cố lên. Tổ phụ huynh. Tổ phụ huynh là cái gì? Phụ huynh là người ai đẻ ra mày? Tổ mẹ đó. Trời ơi, thánh thần thiên địa ơi, lần đầu tiên mới nghe có người chữ thề tổ mẹ là tổ phụ huynh, ủa cha. Tao không có chữ thề được mà. Trời ơi, thiệt á hả? Ừ, không nói bậy được. Rồi bây giờ thí dụ như mà hàng xóm nó kéo qua, nó quýnh chú rồi chú kêu cứu chú chửi, tôi nói gì? Tổ dân phố. Tôi hết chữa nữa. Thôi vô nghỉ, trời ơi, ông này sao không hiền dữ vậy trời, thiệt á. Tôi vô nghỉ nha. Ừ. Nhớ. Ở đây coi chừng sàng lọc đàng hoàng. Nhân chi sơ tính bổn thiện, con người sinh ra như tờ giấy trắng, sống sao đừng để thành tờ giấy than. Anh Chí Tài ơi. Ai vậy? Anh Chí Tài. À, anh Chí Tài ơi. Ủa anh Chí Tài đâu rồi? Cô ơi. Dạ. Anh Chí Tài ơi. Anh Chí Tài. Anh Chí Tài à. Người hả? Tại sao lại nói như vậy? Xúc phạm nhau quá. Không phải, tại vì từ nãy giờ... Nãy giờ tôi đứng đây rồi. À, cô hiểu không? À. Em xin lỗi anh, tại vì em vừa bước vô, em thấy anh, em tưởng đâu cái hình nộm. Em xin lỗi anh, ok, em dạ. Em có quyền. Dạ, em cho em hỏi, anh có phải là anh Chí Tài không? Với một không gian lớp học như thế này, với một người đạo mạo như thế này, với một bộ đồ sang trọng như thế này, thì em nghĩ... Không phải Chí Tài thì còn là ai nữa? Anh Chí Tài, em yêu anh. Cái gì vậy? Anh Chí Tài ơi, chắc em yêu anh nhiều lắm đó. Không có nhầm lẫn gì hết anh Chí Tài. Em nè, em là Trang nè, anh nhớ em không? Trang nào? Em là Trang nè, hai chúng mình đã quen nhau trên mạng 2 tháng rồi anh Chí Tài. Ủa có sao? Có, qua những đêm tâm sự cùng nhau, em hiểu nhiều về anh lắm. Bây giờ em mới biết được
hình dạng của anh như thế này. Anh Chí Tài ơi, em chắc chắn anh chính là anh Chí Tài. Anh mà không phải Chí Tài, em là con chó. Ừ, vậy con sủa là vừa rồi đó. Tôi không phải là Chí Tài. Không, anh đừng nói vậy. Anh nói vậy chẳng khác là anh muốn em làm chó. Không, làm chó là chỉ có em muốn thôi. Không, anh đừng nói vậy. Chí Tài là chú của anh. Đừng, anh đừng có gạt chú ơi, em. Chú Tài ơi. Cái gì đó? Chú là quen sao? Con nào trên mạng rồi nó nói nó yêu chú kìa. Ai đâu? Ai biết kìa. Con... Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over. Hello. Nói đi má. Hello hoài. Nói đi. Anh Chí Tài. Trang. Trang đây. Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Quyên hương hồ điệp mộng. Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại mua được chiếc rim. Đúng rồi. Người anh Chí Tài. Chỉ có em với Hòa hơi nhảm được với anh thôi. Anh Chí Tài ơi, vừa gặp anh mới có 5 phút thôi mà như là ngàn năm kiếp trước. Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm anh Chí Tài. Khoan. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Em, ủa cái mối quan đây. Hệ này là sao vậy? Bây giờ cuối cùng là chú với cái cô này là sao? Rồi cô với chú tôi là sao? Tự nhiên yêu nhau vậy? Em à, em bước qua đây cho chị, nhanh lên. Tại sao em chen xuống giữa cuộc tình giữa chị và anh Chí Tài vậy? Không. Em làm như vậy em làm chị mất tâm lý, em hiểu không? Chị và anh Chí Tài đang đồng điệu với nhau. Em làm như vậy là chị phải làm lại từ đầu đây nè. Hello. Ê thằng kéo kéo, mày rảnh mày mở nhạc hoài mày. Hả mày? Hả mày? Trời ơi. Trời ơi, tội nghiệp thằng nhỏ. Ủa sao em ơi, em làm gì em chọi nó dữ vậy em? Ôi em mới chọi cục đá thôi mà sao nó nổ như mình vậy? Mà sao em không chọi cái thằng kẹo kéo mà em chọi cái thằng kế bên vậy? Em hiểu rồi, em chọi nhắm nó mà hụt cái nó văng cái cục điện, nó nổ cục điện. Mà em mắc cười quá, em có lo cho người ta, có nuôi người ta hôn mà em làm gì em đánh đập, em chọi người ta, em trả tiền lương cho người ta không hả? Có, nó bán đĩa nó không đi, nó cứ vòng vòng vòng, nó cứ hello kể hello hoài. Kệ người ta, kệ người ta. Chị dắt nó theo để bấm cái bài đó cho chị. Ủa người của chị luôn hả? Người của chị, em đừng có phá cái cảm xúc của chị, cái mạch cảm xúc của chị. Chị, 2, 3, quay, quay. Hello. Hay quá chị ơi. I was wondering if after all. Này mà tới tối mà nói được ta làm con luôn nè. Thôi nó múa không, nó nhập tâm không, nó không chịu nói. Trời ơi, một lần hai lần thôi chứ mở nhạc gì đâu mở hoài, nó trừ lương mày nha quỷ. Hello. Tôi chưa đi, tôi chưa đi. Mày đi mày. Trời ơi, một lần em thổi như mình nổ. Trời ơi, đừng có mở hello nữa, banh cái nhà hát Hòa Bình mấy ba ơi. Anh Chí Tài. Trang. Hữu duyên thiên lý năng thơ nữa. Vô duyên đối diện nói biết liền. Tri nhân tri diện bất tri tâm. Chi qua chi lại khỏi chi tiền. Hả? Má ơi thơ hả? Ôi anh ơi, cái gì nữa vậy em? Ủa hai người yêu nhau là cái cách gì mà nãy giờ hỏi không trả lời mà sẽ cứ ôm nhau là làm thơ vậy? Ủa em nãy giờ chị chưa kể em nghe hả? Trời ơi, chị bị thần kinh phân liệt hả chị? Em hỏi chị nãy giờ 8-9 lần rồi đó chị. Anh Chí Tài mình ngồi đi anh. Trời ơi, ngồi xuống kể nhau nghe coi. Ngồi kể cho em nó nghe. Cái mối quan hệ này là sao không hiểu luôn á. Em biết không, một câu chuyện dài dữ lắm. Trời ơi, sao cái thằng bấm nhạc này nó có tâm ta. Hôm đó chị buồn, chị rơi vào thế tuyệt vọng, chị cùng cực, chị chỉ muốn chết mà thôi. Chị không biết làm gì nữa, chị mới lang thang trên mạng. Lúc đó chị gặp được anh Chí Tài.
anh Chí Tài, anh khuyên chị, anh khuyên chị rất là nhiều. Tự nhiên chị thay đổi cách sống của mình, chị thay đổi cái cách suy nghĩ của mình luôn đó em. Chú em khuyên chị cái gì mà từ sắp tự tử mà chị có thể thay đổi cách sống để chị trở lại thành người? Ông khuyên cái gì vậy? Anh nói em đi chết đi. Sao khuyên mất dạy vậy chị? Cái đó là xuống chị chết mà chị đâu phải khuyên. Không em cạn lắm. Em không có sâu. Em không sâu vô đối như anh Chí Tài. Ồ, sâu vô đối hả? Ừ, trời ơi, anh Chí Tài đang sử dụng cái kế khích tướng chị. Em hiểu không? Mình mang muốn chết là trúng tim đen mình. Người ta kêu mày đi chết đi là mình không bao giờ chết. Nó đang khích mình. Chừng nào mà năng nỉ, em ơi em đừng chết, em ơi em đừng chết, lúc đó chị sẽ chết. Anh Chí Tài anh sâu lắm. Chị So deep. Oh yeah. Yeah. Chính ra là chị biến thái lắm đúng không? Em nghĩ là chị có cái gì đó biến thái trong người chị đúng không? Không, chị không biến thái. Mà anh Tài, anh làm cho chị thái biến. Cái gì đó, thái cái gì đó em? Thái giám. Anh Tài bị thái. Không, chú Tài cắt tóc kiểu thái thôi. Chứ chị mới biến thành người thái. Dạ. Em ơi, em đừng có nói như vậy. Em nói vậy làm chị làm lại từ đầu nữa. Bây giờ chị đang nói, mỗi lần chị rối là chị phải làm lại từ đầu, em hiểu không? Dạ, dạ. Em đừng bao giờ làm chị rối mà. Hello. Trời ơi, tao giết mày thằng bán nhạc. Chị, chú có thiệt gì không? Con biết tại sao chú yêu cô Trang không? Tại sao? Con cũng biết rồi. Chuyện nó dài lắm. Trời đất ơi, hai người này yêu nhau tôi hiểu tại sao rồi đó. Từ lâu chú đã sống một mình cô đơn, lòng trống trải. Chỉ nói chuyện với cô Trang chỉ có 2 ngày 2 tuần lễ. Khoan, cuối cùng là 2 ngày hay là 2 tuần lễ? 2 tuần 2 ngày. À, thế là lòng chú đầy trở lại. Chị nói chuyện 2 tuần 2 ngày mà cô nói cái gì mà lòng chú lại đầy trở lại? Cô không nói gì hết. Một mình chú nói. Chú đói bụng quá, chú mới ăn đồ ăn vô, bụng chú đầy. Nghĩ mày á, sao kể cái chuyện gì đáng hậu với hai con người này. Anh Chí Tài. Trang, dừng tay lại. Khoan khoan xí. Cho tôi hỏi, chuyện gì mà Michael Jackson lại vào nhà tôi? Ai là anh Chí Tài? Anh hãy nhìn đi, với một không gian lớp học như vậy, với một phong cách đạo mạo như vậy, với một bộ trang phục sang trọng như vậy, tôi không phải Chí Tài thì là ai? Chết mẹ, uống trà nó quýnh thiệt ta. Anh ơi, chắc có sự hiểu lầm gì đó rồi. Uống trà đau quá anh ơi, sao quýnh em vậy? Ai là anh Chí Tài? Anh nghĩ đi, với một không gian lớp học như vậy, với một phong cách đào mạo như vậy, với một bộ trang phục. Anh ơi, à, nói đi, sao quýnh em vậy? Tao hỏi lại, ai là anh Chí Tài? Anh ơi, với một không khí lớp học như vậy, thì bên kia phải là Chí Tài, bên kia mới là Chí Tài. Bên kia đúng không? Dạ, dạ, dạ. Ủa cha, dạ, cảm ơn anh. Ui chết mẹ, sao con quýnh như vậy? Ây da, tao ghét mấy thằng xạo lắm. À, trời ơi. Cho tôi hỏi, ai là Chí Tài? Anh nhìn đi, một không khí lớp học như vậy. Chết mẹ. Vợ mặt. Sai sai rồi chú ơi. Ây da, ui da. Dậy dậy dậy. Anh ơi, sao anh Tài? Thành. Dạ. Kêu. Ai là anh Chí Tài? Anh ơi, em nói nghe nè, chút có sự hiểu lầm nào rồi. Tao không có hỏi mày. Dạ, em không hỏi em thì thôi. Anh bình tĩnh đi. Tài ơi, hỏi lại đi anh, hỏi lại đi. Ai là anh Chí Tài? Anh nghĩ đi.
trong một không gian lớp học như vậy. Thôi thôi đừng nói nữa. Không không, xin lỗi em nói lộn. Dạ dạ dạ, xin một giây. Ngồi thôi, đi con đi mua điện thoại. Trời trời, người ta bỏ cái câu đi, hỏi cái câu đó làm chi cho bị đánh hoài. Cái gì? Qua đây con, qua đây. Đây Quân Quốc Tuấn, Quân Quốc Tuấn. Mày đừng có nghĩ mày ai. Tao gọi Quân Quốc Tuấn mày chết bà mày chứ tao. Hả mày? Đi con. Mày kêu ai? Cái gì đâm? Alo, alo. Alo. Cái gì? Anh Tuấn ơi. Hả? Thầy Tài bị phục kích anh ơi. Có người bậy lớp học hả? Dạ. Thế là sao? Dạ. Hả? Sao? Thầy Tài đó. Sao? Anh Tuấn ơi, trả lời anh Tuấn ơi. Alo. Alo. Ông, ai? Anh Tuấn ơi. Thôi Tuấn. Mày đừng hỏi nữa. Nó quýnh tao như con thú à. Anh Tuấn ơi. Alo. Sao? Chết mẹ, sao nín luôn rồi. Không sao. Gọi Quốc Đại. Đúng rồi, gọi Quốc Đại. Mày chết mày với tao rồi. Anh Tuấn không trả lời nhưng mà anh Đại là mày chết. Anh Đại là không có quýnh một lần. Quýnh lần nhấp nhấp. Mày. Mày đừng giỡn mặt. Alo, Đại. Alo. Ơi. Cứu thầy anh ơi. Đại đâu rồi? Trả lời giùm em Đại ơi. Có không? Alo. Đại. Sao? Anh nói đi, không nữa. Nói đi Đại. Con mày gì nói đi. Mày em gọi dầu số lửa bỏng nói đi. Mày gọi cứu thương vừa giùm tao đi. Ừ. Tao nhập viện rồi. Chết. Sao? Cái gì? Đại bị quất quá trời bên kia kìa. Hồi nào? Ông quất quá trời. Ông thấy ai đâu đâu? Hello. Đây là bản quyền của tôi nha. Anh ơi, bây giờ nó nghe nè, bây giờ quất thấy bà nội em cũng được nữa. Nhưng mà cho em một cái lý do. Chứ dù quýnh quá trời quýnh, không biết tại sao bị quýnh. Trời ơi, tôi biết nè. Thầy Chí Tài dụ dỗ vợ của ổng. Đúng rồi. Ủa? Sao em biết? Em vợ ổng mà. Đúng luôn. Hello. It's me. Hai. Ủa, chị là vợ anh này? Đúng rồi em. Vậy sao chị yêu thầy tôi? Ông này ông vô duyên. Đi ra chỗ khác. Anh Tài qua đây ngồi em, Được không? Được, qua đây ngồi em. Đi ra chỗ khác nha, không có vô đụng tới tôi nha. Ngồi đây kể cho nghe. Chồng của em nhưng mà chồng cũ rồi. Em ly dị người này rồi mà cứ đi theo em hoài à. Em với ổng không có hợp với nhau, anh hiểu không? Hai người giống như không có đồng điệu cái tâm hồn của nhau. Má ơi má, nếu má nói như vậy ngay từ đầu thì người ta đâu có quýnh ổng. Em ơi, hồi nãy ổng vừa vô cái chị bị rối. Chị không biết, ơ chết cha, tại sao ổng vô đây mà ổng vô với lý do gì? Bị rối quá chị chưa kịp nói. Khi mà mọi người bị đánh nhiều quá chị mới sực tỉnh ra, chị nói à mình nên nói rồi. Trời ơi. Bà nói xong mà suy nghĩ xong là tôi với thầy tôi chết rồi đó. Không em, mình phải đợi đúng lúc mình mới nói được, em hiểu không? Bây giờ em nói đi, tại sao em lại làm như vậy? Anh chưa hiểu em hả? Em đã nói với anh rồi là chúng ta không đồng điệu với nhau. Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Thấy chưa, cái mặt nó đơ ra. Mặt nó đơ ra, anh không có hòa thơ được với chị. Thì có cho người ta nói đâu. Ủa giờ mình phải cho nói đúng không? Cho người ta nói đi. Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Mày không nói được. Nó không nói được em ơi, thiệt. Ở nhà chị cho nó cơ hội rồi. Bà nhảy vô lòng mỏ con ta mà ngồi trong đây mà nói được. Bà để cho thời gian ta suy nghĩ. Cơ hội cuối cùng nha. Nâng cái khỏi đi mày. Cái mặt mày tao biết mày không nói đọc thơ được. Mẹ mày coi nè, anh Chí Tài nè. Anh Chí Tài, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Má ơi, đau quá má ơi. Trời ơi. Của thơ đó hả? Thấy chưa? Một bản thơ tuyệt vời. Anh Tài ơi, chỉ có anh hợp với em thôi à anh Tài. Ủa khoan, bây giờ cô có chồng do ly dị hay không cô không cần biết. Nhưng mà cô yêu thầy tôi là vì cái gì mà bây giờ người ta quýnh ổng quá trời cô không giải thích? Tại sao? Đó, hỏi đúng đó. Tôi là một người đàn ông lực lưỡng, khỏe mạnh, phong độ như vậy mà cô không chọn, cô đi chọn già đó là tại sao? Em ơi, em mắc cười quá. Nè, em nghe chị giải thích nè. Anh cũng nghe tôi giải thích nè nha. Anh Chí Tài hơn anh nhiều lắm. Hơn cái gì? Hơn cái gì? Cái đầu tiên hơn anh là anh già hơn anh. Dạ. Cái thứ hai là anh xấu hơn anh. Ờ. Và cái cuối cùng là anh Tài còn trinh. Cái gì? Anh Chí Tài còn trinh. Còn trinh? Đúng. Là trai tơ á hả? Ừ. Chí Tài là trai tơ. Đúng rồi. Con nghĩ là thầy tôi
là người đàn ông độc thân. Chính ba. Xác. Thưa ba, con đi tập ba. Cái gì? Kêu ai là ba? Đứng lại. Mới kêu gì đó? Ai là ba? Dạ ba. Kêu ai là ba? Ba Tài. Sao? Ba Tài. Còn Trinh mà có con là sao cha? Ông mắc cười quá thì còn Trinh. Còn Trinh thì có con thì kể có con. Ở gì kỳ vậy anh? Ủa sao còn Trinh mà có con vậy anh? Hả? Đây là con của anh Tài. Chuyện đây đó. Là con của anh Tài. Ây da. Trời ơi. Anh nói sao? Anh đứng lên. Anh đứng lên. Anh đứng lên. Ai à? Anh đứng lên cho tôi. Nhanh lên. Anh nói là sao hả? Anh nói là trên cuộc đời này anh đang đơn độc đúng không? Thì tôi mới đồng điệu với nhau, tôi mới tới đây tôi gặp anh. Mà bây giờ anh có con luôn là sao hả? Cái chuyện đó từ từ. Anh tính bữa nay anh gặp anh giải thích cho em nghe. Không cần giải thích gì hết. Anh không cần giải thích gì hết. Em à, chấp nhận con của anh. Chấp nhận em sẽ nuôi con anh. Hả? Tại vì anh nói với em là nhà cửa anh nhiều lắm. Anh sống ở đâu cũng được, bao la mà đúng không anh? Đúng rồi. Nhà anh thì bao la. Dạ. Bởi vì anh sống rày đây mai đó mà, cho nên ở đâu sống cũng được, gọi là nhà bao la. Còn tiền thì... Anh nói là tiền của anh là phù du là rất là nhiều đúng không anh? Không. Tiền anh là phù du có nghĩa là anh không có tiền mới là phù du. Chừng nào mình có tiền, không có tiền mà nó có tiền nó quýnh cho phù mỏ hay sao? Tiếng gì vậy? Tiếng lòng của em vụng vỡ. Trời ơi. Là anh gạt em hả anh Tài? Đâu phải, anh em nghe sao chứ anh. Đàn ông bây giờ không tin được nữa. Em à, nghe nói. 2 tháng trên mạng của tôi anh gạt tôi. Anh phí thời gian của tôi. Anh. Em. Ây da. Ôi da. Ôi cái gì quýnh người ta hoài vậy? Bây giờ cô thấy chưa? Bây giờ cô muốn làm sao? Đi về anh. Đi em. Em nói sao anh rồi, đàn ông không có tin được đâu. Anh nói em rồi, anh đánh là tại em anh thương em, anh em mới đánh. Em biết mà, thương cho vợ đúng không? Ghét cho ngọt cho bùi. Thì đó, anh cứ đánh em nha. Anh đánh em. Sao tâm sinh lý con quỷ cái này kỳ vậy ta? Chú. Ủa chú yêu cái thứ này hả chú? Chát trên mạng thôi mà chú. Chú có yêu nó không? Chú nói thiệt đi, chú có yêu nó không? Thật ra thì chú cũng có cảm tình với cổ. Nhưng mà gặp rồi thì... Thì bây giờ có người ta có đụng chuyện hiểu lầm. Mở cái miệng giải thích chứ trời. Tại sao vậy ba? Người ta hiểu lầm ổng, người ta nói ổng là còn chinh trong trắng gì đó. Tự nhiên phát hiện mày là con. Nó quýnh ổng đi rồi hai vợ chồng nó quýnh đè nhau. Quýnh như con chó không biết lý do luôn. Tại sao vậy ba? Lâm thôi, bỏ đi Lâm. Tại sao ba không nói với người ta? Tại sao bao nhiêu năm ba cứ sống như vậy hả ba? Thôi, đừng nói hỗn với ba, bỏ đi. Tại sao ba không tìm một người phụ nữ cho ba? Ba không tìm một người ăn đời ở kiếp với ba, tại sao vậy ba? Không tìm được một người phụ nữ là tại vì... Ba cũng tính nhiều lần lắm rồi con. Nhưng mà cái điều làm cho ba suy nghĩ không dám là tại vì ba chỉ sợ khi lấy người đó về, ba sợ người ta không thương con bằng ba thương con. Nhưng mà tuy ba không sinh con ra, nhưng mà ba đặt tên con. Đó là điều hạnh phúc nhất cuộc đời của ba, khi được làm cha của con. Thank you.
tuy là ba không sinh con ra, đặt tên con hạnh phúc vô biên khi làm cha con, dành cho niềm tin, dành cho nước mơ, dành cả đời cha để yêu con, dạy con đi rồi dạy yêu thương, dạy con biết đâu là đúng sai, mong con lớn khôn, mong cuộc sống vui, mong đời con sẽ được hơn cha. Nhưng rồi thời gian cứ trôi nhanh thật nhanh, vui đùa cảm bẫy cuốn con theo, bao lần làm cha thứ thâu đêm tìm con, giành lại con yêu thương. Làm cha thật khó lắm, làm cha nhiều trái đắng, làm cha dạy con khi con đi sai đường, bên con yêu thương sống không thua kém ai. Dù con đi nơi nào, tình cha là mãi mãi, con lớn cha như cha yêu con. Dạy con đi rồi dạy yêu thương, dạy con biết đâu là đúng sai, mong con lớn khôn, mong cuộc sống vui, mong đời con sẽ được hơn cha. Nhưng rồi thời gian cứ trôi nhanh thật nhanh, vui đùa cảm bẫy của con theo, bao lần làm cha thứ thâu đêm tìm con, giành lại con yêu thương. Làm cha thật khó lắm, làm cha nhiều trái đắng, làm cha dạy con khi con đi sai đường, nhiều vui buồn bên con, dạy con nhiều yêu thương, dạy con phải sống không thua kém ai trên đời, dù cho nhiều sóng gió, dù cho là rất khó, dù cho cuộc sống đưa con đi nơi nào, tình cha là mãi mãi, rồi sau này con lớn rồi sẽ làm cha như cha yêu con. Làm cha thật là...